Rất vui được gặp lại quý anh chị khách hàng bất động sản Cường Len. Lại tiếp tục giới thiệu đến anh chị một siêu phẩm nhà phố mặt tiền hẻm 83 Đào Tâm Nguyên, khu phố 7 thị trấn Nhà Bè. Đường trước nhà 8m, xe hơi né nhau. Căn nhà giới thiệu đến anh chị nằm trong khu nhà phố cao tầng đồng đều, khu Văn Minh và An Ninh. Nó tiện ích xung quanh đầy đủ, gần ngay các trường học và siêu thị và những cửa hàng tiện lợi, rất là nhiều tiện ích nha quý anh chị. Và con đường này thông ra khu dân cư Sài Gòn mới, đường 10m. Đó, ngay chỗ kia là đường 10m và bên này thì mình đi ra đường Đào Tâm Nguyên nha quý anh chị. Đó, có bách hóa xanh, điện máy xanh đầy đủ và ngân hàng, trường học. Đó, căn nhà thông ra được rất là nhiều hướng nha quý anh chị. Và đây là mặt tiền của căn nhà. Đó, mặt tiền của căn nhà kèm theo gia chủ cũng đã kế những cái phào hoa nổi. Đó, cổ điển rất là đẹp nha quý anh chị. Đó, với diện tích chiều ngang là 4m2, dài cho 13m, kích cáo 1 trệt 2 lầu, gồm 3 phòng ngủ và 1 sân phơi và 4 nhà vệ sinh. Mặt tiền trước nhà thì gia chủ trang bị với 2 lớp cửa, 1 lớp cửa rào sắt và bên trong là cửa nhôm sinh pha kiến cường lực cách âm. Và đây là không gian phòng khách của mình, khá là rộng nha quý anh chị. Nền được gia chủ lót gạch vân đá, nhìn rất là đẹp và sang nha quý anh chị. Và gia chủ cũng đã vào cho mình một bộ sofa khá là lớn, da công nghiệp. Trên là tầng thạch cao chịu nổi, hệ thống đèn điện LED chiếu sáng, đèn chùm thả. Ở nhà mình thì gia chủ đề co màu chủ đạo là màu trắng và kèm những cái phào hoa chỉ nổi cổ điển rất là đẹp nha quý anh chị. Đó, bộ sofa rất là lớn nha quý anh chị. Ở khu vực phòng khách của mình rất là rộng rãi nha quý anh chị có thể đậu được rất nhiều là xe máy nha, 3 đến 4 5 chiếc xe máy. Đây là tổng quan ở khu vực phòng khách, cũng được gia chủ đề co dán ốp hai bên tường, ốp gạch lên đến 1m2 và cũng đề co những cái nhựa PVC, giả đá và giả gỗ, ốp kính tường nhìn rất là sang trọng và đẹp, thiết kế rất là hài hòa nha quý anh chị, đề co rất là đẹp luôn nha. Em sẽ quay cận kẽ tỉ mỉ một chút cho anh chị xem. Đó, căn nhà mình thì cách chợ Phú Xuân khoảng chừng 1,5 km nha quý anh chị. Đi vào Phú Mỹ Hưng rất là thuận tiện luôn nha, cỡ khoảng 10 phút xe máy nha. Đó, nhà thì nằm trong khu Sài Gòn mới 83 Đào Tâm Nguyên, khu phố 7 thị trấn Nhà Bè. Nhà thì mặt tiền hẻm chính, thông ra được rất là nhiều hướng nha quý anh chị. Bên trong là khu vực bếp nha quý anh chị. Ở khu vực bếp rất là rộng rãi luôn nha quý anh chị. Ở khu vực bếp gia chủ đã vào một bộ bàn ăn 6 ghế ngồi khá là lớn và tủ kệ bếp. Nấu nướng thì rất là thoải mái nha quý anh chị. Ở khu vực bếp thì được gia chủ đề co rất là đẹp nha quý anh chị. Nó trên là trần thạch cao, đèn điện LED chiếu sáng và trang trí những cái tranh tiêu tường và cũng được dán ốp kính tường. Đó, nhìn rất là đẹp. Tủ kệ bếp của mình là tủ kệ bếp gỗ tự nhiên nha quý anh chị. Tủ kệ bếp tự nhiên, mặt bếp thì đá hoa cương vân mai. Này thì gia chủ ốp kính cường lực bếp luôn, mình nấu nướng thì rất là dễ vệ sinh lau chùi. Đó, đây là khu vực tầng trệt của mình. Và có một cái nhà vệ sinh để cho mình sinh hoạt dưới tầng trệt nha quý anh chị. Nhà vệ sinh này khá là lớn, được đặt ngay dưới dạ cầu thang, các thiết bị gia chủ đều lắp đặt sẵn cho mình. Bồn rửa tay nhìn rất là sang, kiến soi của mình là kiến cảm ứng luôn nha quý anh chị. Đó, kiến soi cảm ứng. Các anh chị khách hàng đang xem, đây là tổng quan ở khu vực tầng trệt với diện tích ngang 4m2, dài cho 13m, kích cáo 1 trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ lớn, 1 sân phơi và 4 nhà vệ sinh. Nó đề co rất là đẹp, nhà mình thì đúc thật kiên cố,
lan can tay dìm gỗ, cầu thang đá hoa cương. Cái hoa cương vân mai này nhìn rất là đẹp nha quý anh chị. Mình chạy tiến lên tầng 1. Ở trên tầng 1 của mình sàn được gia chủ lốp gỗ nha quý anh chị. Nhà mình hướng tây nam, thích hợp cho anh chị hướng tây tứ trạch. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ tự nhiên nguyên khói nha quý anh chị. Và trong phòng ngủ đầu tiên của mình khá là rộng, phòng này thì gia chủ thiết kế cửa sổ và cửa ban công rất là thoáng nha quý anh chị. Và đã vào cho mình một chiếc máy lạnh ở đây, nó cũng đề co rất là đẹp. Và đây là cái phần ban công. Phần ban công này khá là rộng nha quý anh chị. Đó. Ở cái phần ban công này anh chị có thể để thêm được bộ bàn, hai ghế ngồi, thêm một cái xích đu để mình có thể buổi tối mình ở đây uống nước trà cà phê. Nó không mát. Ban công khá là rộng. Lan can tay dựng đi nóc kiến cường lực. Và nhà vệ sinh được sử dụng riêng trong phòng luôn nha quý anh chị. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh khá là lớn nha quý anh chị. Nhà vệ sinh rất là lớn luôn. Các thiết bị nhà vệ sinh rất là cao cấp nha quý anh chị. Và cũng được ốp gạch lên đụng trần. Kiến sôi của mình là cũng là kiến cảm ứng luôn nha quý anh chị. Đó. Rồi mời anh chị tiến ra phòng phía sau ở tầng 1 của mình. Ở phần phía sau thì cũng được đề co rất là đẹp, rất là rộng rãi nha quý anh chị. Ở đây thì gia chủ có tặng thêm cho mình một cái máy lạnh ở đây nữa. Phần ngủ rất là rộng. Nhà mình gia chủ đề co theo tông chủ đạo là màu trắng và kèm theo những phào chỉ nổi hoa văn cổ điển. Thiết kế rất là sang trọng, rất là đẹp. Và nhà vệ sinh cũng được sử dụng riêng. Có 3 phòng ngủ thì mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng biệt nha quý anh chị. Đó, nhà này thì gia chủ đang kêu giá bán là 5.200.000.000 còn thương lượng nha quý anh chị. 5.200.000.000 còn thương lượng phun tặng nội thất. Sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ. Hỗ trợ cho anh chị vay ngân hàng 70-80%. Đó, các anh chị đang xem kênh, chưa đăng ký kênh vào kênh Bất Động Sản Cường Lan Nhà Bè. Đăng ký kênh để mình tiếp tục xem những sản phẩm tại khu vực Nhà Bè và quận 7. Bên em chuyên mua bán bất động sản ở khu vực Nhà Bè nha quý anh chị. Đó, nhà thì pháp lý chuẩn 100%. Và đây là khu vực trên tầng 2. Đó, rất là đẹp nha quý anh chị. Và có một cái cửa giếng trời khá là lớn. Nó để cho mình lấy ánh sáng cho toàn thể ngôi nhà của mình. Các anh chị khách hàng quan tâm đến nhà này thì liên hệ cho em để mình đến xem thực tế nha. Liên hệ cho em qua số điện thoại 0937 889 880. Em sẽ dẫn anh chị đến xem thực tế căn nhà này và còn nhiều sản phẩm trên Zalo của em và kênh YouTube của em nha. Và đây là phòng ngủ ở trên tầng 2 của mình. Phòng này khá là rộng nha quý anh chị. Cũng được đề co rất là đẹp. Đó, ban công cũng rộng rãi. Nhà mặt tiền hẻm 83 Đào Tông Nguyên, khu phố 7 thị trấn Nhà Bè, nằm trong khu dân cư Sài Gòn Mới, thông ra được rất là nhiều hướng, kế bên đường 10 mét của Sài Gòn Mới và đi ra đường Đào Tông Nguyên thì rất là gần đường chính. Nó tiện ích xung quanh đầy đủ ngay các ngân hàng, siêu thị, Bách Hóa Xanh, điện máy xanh và các cửa hàng tiện lợi, đầy đủ tiện ích. Cách chợ Phú Xuân khoảng chừng 1,5 cây, đi vào Phú Nhà Hưng rất là dễ dàng, khoảng chừng 10 phút xe máy, rất là thuận tiện cho anh chị di chuyển về các quận trung tâm. Đó, đường trước nhà hai xe hơi né nhau. Mặt tiền hẻm chính thì anh chị có thể mở văn phòng công ty, rất là ok luôn nha. Giá 5.200.000.000 còn thương lượng, phun tặng nội thất, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, hỗ trợ cho anh chị vay ngân hàng. Và đây là cái sân phơi phía sau. Đó, sân phơi này khá là lớn, anh chị có thể cùng gia đình tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài này vào
ngày cuối tuần đó, gia chủ làm khung sát rào bảo vệ xung quanh đó, khu vực giặt giũ thì ngoài này luôn nha quý anh chị. Đường ống máy giặt thì gia chủ đã thiết kế sẵn hết cho mình rồi nha. Các anh chị xem kênh nhớ đăng ký kênh giúp em nha, và chia sẻ video giúp em, và liên hệ cho em qua số điện thoại 0937889880. Em sẽ dẫn anh chị đến xem thực tế căn nhà này và còn nhiều sản phẩm trên Zalo của em và trên kênh YouTube của em nha. Và bây giờ em cũng xin kết thúc video. Chân thành cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.